Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chào Buổi Sáng và bây giờ sẽ là những thông tin thời tiết cập nhật cùng với biên tập viên Lan Chi. Chị Lan Chi này, từ đêm ngày hôm nay thì bão số 3 sẽ bắt đầu tác động đến đất liền nước ta và cụ thể sẽ như thế nào? Vâng, đúng như vậy ạ. Với hoàn lưu rộng thì từ đêm nay sáng sớm mai, hoàn lưu của bão sẽ gây gió mạnh cho khu vực ven biển từ Quảng Ninh, Hải Phòng xuống đến Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và cả Thanh Hóa. Gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 đến cấp 12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ, bao gồm thủ đô Hà Nội thì có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 11. Sức gió này thì rất dễ khiến gãy đổ cây cối, tốc mái nhà hay là làm sập các công trình không kiên cố. Rất lâu rồi thì miền Bắc mới đối diện với nguy cơ gió bão mạnh, cho nên cần phải tránh tâm lý chủ quan trong ứng phó. Trong ngày hôm nay, người dân cần phải hoàn thành các công việc chằng chống nhà cửa, nhất là ở vùng ven biển. Các mái nhà không kiên cố như là mái ngói, vipo xi măng, mái tôn nên dùng thanh nẹp hoặc là bao cát như thế này để cố định. Dùng các thanh gỗ hoặc là băng dính bản to dán lên cửa kính để cố định, tránh bị gió mạnh làm vỡ. Hoàn lưu bão cũng sẽ gây mưa lớn diện rộng từ đêm nay đến sáng ngày 9 tháng 9 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Lượng mưa cả đợt là từ 100 đến 350 mm và có nơi trên 500 mm. Nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét. Và không chỉ ở khu vực Bắc Bộ mà cả khu vực Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ đều có mưa to trong ngày hôm nay. Diễn biến mưa như thế nào chị Lan Chi? Vâng, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa vừa mưa to từ chiều đến tối nay do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Vì vậy cần phải đề phòng với ngập úng ở các đô thị và trong cơn dông tiềm ẩn lốc, sét, gió rất mạnh nguy hiểm. Còn với Trung Bộ ngày hôm nay vẫn có nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất các thành phố khu vực này phổ biến trong khoảng từ 31 đến 35 độ C. Chuyển sang thời tiết biển. Cảnh báo khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 11 đến cấp 14, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 15 đến cấp 16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Từ khoảng trưa nay, phía đông của Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7. Từ tối và đêm nay, Vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 8 đến cấp 9, sau tăng lên cấp 10 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Vâng, cảm ơn chị Lan Chi với những thông tin cũng như là những cảnh báo chi tiết vừa rồi. Quý vị lưu ý là hạn chế khi tham gia giao thông khi mà bão số 3 đổ bộ và nên ở nhà nếu không có việc cần thiết vào sáng ngày mai. Người dân hết sức cảnh giác và không chủ quan lơ là trước những diễn biến của cơn bão số 3 này.